everyone, welcome back to Miss Jenny channel. And the lesson for today is the diphthong ear. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cô Jenny. Và cái bài học của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về một nguyên âm đôi, đó là nguyên âm ear. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem là nguyên âm này phát âm như thế nào, cũng như là cách ứng dụng vào các từ vựng và mẫu câu của nguyên âm này nha. Let's go. Với các cái nguyên âm đôi khác thì nguyên âm đôi này chúng ta cũng luôn luôn theo cái nguyên tắc ba ngón tay, tức là hai ngón tay đầu chúng ta sẽ phát âm nguyên âm đầu tiên và ngón tay cuối thì chúng ta sẽ kết thúc bằng cái nguyên âm cuối cùng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhá. Ear. Ok, hai ngón tay đầu chúng ta sẽ phát âm e và kết thúc bằng ở. Ear. Ok, ear. Rất là đơn giản thôi, miệng của chúng ta không há quá là rộng, chúng ta chỉ há bình thường và hơi nhỏ một chút. Ear. Ok, so now let's move to the words and sentences. The first one we have ear. Yeah. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kéo cái hàm của mình xuống. Yeah. Đẩy ra này. Year. Đó. Year. Không phải là year. Chúng ta không đọc thành là year, mà là year. Ok. Quận lưỡi lại nhá, bởi vì cái từ này có âm cuối là Year. Ok. Year. I Have been learning. I have been learning English for 3 years. I have been learning English for 3 years. Years, okay. I have been learning English for 3 years. 3 years. I have been learning English for 3 years. 3 years. Years. Learning English. English. Okay. I have been learning English for 3 years. Clear. Ear. Clear. Nhớ cuộn lưỡi lại nhá. Clear. Theo Anh Mỹ thì chúng ta sẽ cuộn lưỡi thật là nhiều, còn theo Anh thì chúng ta chỉ đọc bình thường. Clear. Hơi ờ lại một chút theo cái âm của nó thôi. Clear. Còn Anh Mỹ chúng ta sẽ quật lưỡi thật là nhiều. Clear. Rõ cái âm R ra. Clear. You'll do as you are told. You'll do as you're told. Told. You'll do as you are told. You'll do as you are told. Is that clear? You'll do as you told. Is that clear? You will do as you are told. Is that clear? Cheering.
cheering, cheer, cheering, cheering crowds, cheering crowds, cheering crowds, crowds. Âm d sẽ là trở thành cái stop sound, okay? Nó sẽ không được bật ra. Cheering crowds. Greeted, greet, greeted, greeted. Their, their arrival, arrival, arrival. Cheering crowds greeted their arrival. Arrival. Cheering crowds, cheering crowds greeted their arrival. A career, career. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai nha. Career, career. A career. She has been, has been. She has been concentrating, concentrating. Okay, concentrating. A concentrating, trating. Tách ra này mình sẽ đọc dễ hơn. Chúng ta tách thành hai. Con, concent, concent. Tiếp theo là trating, tray, trating, concentrating, concentrating. She has been concentrating on her career, on her career. She has been concentrating on her career. A, rain, rain, dear. Ear, deer, reindeer, reindeer. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Reindeer, reindeer. A lunch, a lunch, a lunch, reindeer, a lunch, reindeer with long antlers, antlers, antlers. A large reindeer with long antlers, antlers, antlers. Large reindeer, a large reindeer with long antlers, antlers. A large reindeer with long antlers. A-N-G-G. Engineer, engineer. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba nha. Engineer, engineer. Engineer, engineer. My sister, my sister. Sis, sis, sister, sister. My sister is an engineer. My sister is an engineer. Okay, engineer. My sister is an engineer. Volunteer, volunteer. Ear, ear. Volunteer, volunteer. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Volunteer, volunteer, volunteer. Schools, schools, schools need volunteers. Schools need volunteers to help, help, help. Children, ill, children, children, children. To read, schools need volunteers, volunteers. Schools, schools need volunteers to help children to read. Schools need volunteers to help children to read. So now let's move to the sentences. Number one, we're here,
We're here. Here. We are here. We are here. Here. We are here. Number two. Have a beer. Cheer. Have a beer. Cheer. Have a beer. Cheer. Number three. Is there. There. A bank. 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 Near here. Is there a bank near here? Number four. Their meaning. Their meaning. Isn't really clear. Their meaning isn't really clear. The meaning isn't really clear. Meaning isn't really clear. That's all about diphthong ear for the lesson today. I hope that you will practice more this diphthong and enjoy this video. Goodbye and see you next time.